Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình mới về được cây lưu bông Lai 2 Atelier 953 mạ vàng sơn mài màu xanh lá nha. Mẫu này thì hãng đã ngưng sản xuất cũng khá lâu rồi, giờ rất là hiếm, tình trạng là new full book. Cái hộp của nó là hộp sơn mài, hộp gỗ sơn mài nha. Ổ sách thì nó nằm ở bên dưới đây nha. Cái mẫu này là nó cái dòng này nó đánh số chứ nó không có đánh dãy series nha, nó đánh bốn số nha. Cây này là 0509 nha. Đây là 0509. Nó ghi trên này. Đức nó cũng ghi 0509 đi với Đức. Nên mua hàng vui lòng bỏ chút ít thời gian xem thật kỹ video giúp mình nha. Số nó là 0509. Cái dòng này thì nó là lửa đôi hai lửa nha, do hàng mới nên mình không có bật nha. Nó lửa đôi. Hình ảnh và chi tiết thì mình để trong phần mô tả nha. Dẫn và giá bán mình để trong phần mô tả nha, anh em vui lòng bấm vào đó xem giúp mình nha. Rồi mình kết thúc video từ đây, tạm biệt anh em. Nhiều Facebook nha, đầy đủ hộp sổ nha.